Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Địa ốc trên kênh truyền hình FBNC. Và như thường lệ, trước khi đến với những nội dung chi tiết, thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý trong bản tin kỳ này. Ủng hộ xây dựng trường học tại đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. Báo cáo tiến độ dự án hàng quý, khó cũng phải làm. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khu du lịch sinh thái rừng Phước Bửu khơi xong lại bỏ hoang. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo chương trình vì học sinh Trường Sa thân yêu vừa công bố thực hiện giai đoạn 2 của chương trình huy động từ doanh nghiệp và cộng đồng đóng góp kinh phí để xây dựng ngôi trường thứ hai trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Cuối năm 2012, Ban chỉ đạo chương trình vì học sinh Trường Sa thân yêu đã huy động kinh phí và xây dựng thành công ngôi trường đầu tiên trên quần đảo Trường Sa. Trường đã được khánh thành và đưa vào vận hành vào tháng 4 năm 2013. Chưa đầy 6 tháng kể từ lúc công bố thực hiện chương trình đến khi trường học được xây xong. Tổng vốn giai đoạn 1 huy động được 13 tỷ đồng, nhiều hơn so với mục tiêu. Phần lớn số tiền này là chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng ra đảo. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừa A Dính, là trưởng ban của chương trình này, cho biết bà kỳ vọng giai đoạn 2 này sẽ tiếp tục đạt thành công như giai đoạn 1, để Trường Sa có thêm nhiều trường học cho học sinh, thay vì học sinh phải học tạm tại một số cơ sở như trước đây. Tôi cũng có một cái niềm tin rất là lớn, bởi vì từ cái kết quả của cái trường ở Trường Sa, cái trường đầu tiên đó, tôi có niềm tin rất lớn là cái chương trình này đó cũng sẽ được cái sự đồng hành, cũng sẽ được cái sự chung tay góp sức và ủng hộ của các giai tầng quần chúng trong nước cũng như là bà con kiều bào chúng ta đang sống ở nước ngoài. Bởi vì Trường Sa bao giờ cũng là một phần của Tổ quốc đang ở trong trái tim của mọi người. Trường học thứ hai sẽ được xây dựng trên đảo Sinh Tồn thuộc cụm đảo khu vực 2. Mục tiêu giai đoạn 2 chương trình này là huy động được 12 tỷ đồng. Mình nghĩ rằng cái đó là thiết thực nhất, mà chị nghĩ là tôi nghĩ rằng là tương lai nếu mà còn những cái ngôi trường mới nữa, tôi sẽ ủng hộ dài tiếp tục. Trong ngày họp báo, khoảng 10 tổ chức đoàn thể đã công bố đóng góp hơn 3,4 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 8, chương trình này sẽ chính thức ra mắt và kêu gọi cộng đồng ủng hộ. Sau 4 tháng thi công thì vào sáng ngày 27 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã thông xe cầu vượt kết cấu bằng thép tại nút giao thông Nguyễn Tri Phương, Bạch Đằng Hà, Lý Thái Tổ và nút giao thông Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa. Hai cầu vượt này đã hoàn thành vượt tiến độ 1 tháng so với thời gian dự kiến. Đây là cầu vượt thép tại nút giao thông Nguyễn Tri Phương, 3 tháng 2 Lê Thái Tổ có chiều rộng 9m với 2 làn xe lưu thông. Cầu dài 388m, tổng vốn đầu tư 318 tỷ đồng. Sáng ngày 27 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông xe cầu này. Cùng ngày, thành phố cũng khánh thành cầu vượt thép thứ 5 ngay nút giao thông Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám. Cầu có chiều dài 268m với 7 nhịp dầm, tổng vốn đầu tư cho công trình là 246 tỷ đồng. Cả hai cầu vượt này đều cho phép xe máy, ô tô khách và xe tải từ 10 tấn trở lên lưu thông. Một số người dân hy vọng cầu này sẽ giúp việc đi lại tại các giao lộ này thuận tiện hơn. Đấy thì vào những giờ cao điểm, buổi sáng hoặc là buổi chiều thì thường là bị kẹt xe. Và kẹt xe thì thời gian kẹt xe cũng tương đối là lâu. Đấy, nhưng mà sau khi mà cái cầu này được khánh thành thì tôi nghĩ rằng là tình trạng lưu thông sẽ được tốt hơn. Việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn và nhanh chóng hơn. Hằng ngày tôi hay đi con đường này, sáng với chiều, một ngày đi cũng 4 lần. Thì nhờ có cái cầu này thì tôi sẽ đi nó tốt hơn, nhanh hơn, không phải kẹt xe. Hai cầu vượt thép này là cầu vượt thép thứ 4 và thứ 5 trong tổng số 11 cầu vượt thép mà thành phố Hồ Chí Minh dự định xây dựng trong năm 2013-2014, mục tiêu nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nội thành. Hiện các đơn vị thi công cũng đang khẩn trương hoàn thiện cầu vượt thép thứ 6 hình chữ Y tại vòng xoay cây gõ. Dự kiến cầu này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 tới. Thưa quý vị, cũng liên quan đến việc xây dựng cầu đường, thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đây cho đến cuối năm 2013, nhiều công trình giao thông quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa vào sử dụng. Đây là những công trình trọng điểm nhằm giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ để ra vào thành phố. Vào cuối tháng 8, cầu vượt nút giao lộ 1A với tỉnh lộ 10 và cầu vượt nút giao lộ 1 tỉnh lộ 10B, đường vành đai phía đông, đoạn từ Đồng Văn Cống đến cầu Rạch Chiếc sẽ được khánh thành. Một dự án quan trọng khác là đường Tân Sơn Nhất Bình Lợi vành đai ngoài, đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến cầu Bình Triệu sẽ được khánh thành vào ngày 28 tháng 9. Dự án cầu Sài Gòn 2 sẽ khánh thành vào ngày 2 tháng 11. Đây là những công trình nằm ở cửa ngõ ra vào thành phố, khi đưa vào sử dụng sẽ giảm tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm nay.
tổng số vốn ngân sách thành phố đầu tư để xây dựng 16 dự án giao thông trong năm 2013 là hơn 3.000 tỷ đồng. Dự kiến từ ngày 1 tháng 10 năm nay, thì các doanh nghiệp bất động sản sẽ bắt buộc phải báo cáo tiến độ dự án bất động sản hàng quý về tình hình huy động vốn, tình hình bán cho thuê nhà và chuyển nhượng v.v. Mục tiêu là nhằm kiểm soát các dự án đang triển khai, từ đó minh bạch được hoạt động của thị trường địa ốc. Để tìm hiểu rõ hơn về sự cần thiết phải có những báo cáo chuẩn xác về tình hình thị trường địa ốc Việt Nam, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Tống Văn Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt hơn 55 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để mở rộng bến xe Mỹ Đình. Dự án sẽ được thực hiện vào đầu năm 2014. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, bến xe Mỹ Đình hiện tại sẽ được mở rộng thêm 1,3 hectare với các công trình mới như bãi đỗ xe, sân đường, nhà dịch vụ, nhà bảo vệ, v.v. Tổng mức đầu tư dự kiến là 55.463 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách. Theo kế hoạch, dự án sẽ được bắt đầu thực hiện vào quý 1 năm 2014. Theo Ủy ban Nhân dân Hà Nội, việc mở rộng bến xe này là để giữ gìn trật tự giao thông, trật tự đô thị tại phía Tây thành phố, tăng cường khả năng vận chuyển hành khách công cộng và góp phần giảm thiểu khả năng ùn tắc giao thông. Bến xe Mỹ Đình hiện tại có diện tích 1,9 hectare. Trong thời gian qua, hoạt động của bến xe đã gây nhiều bất cập, đặc biệt là gây ra tranh cãi giữa Sở Giao thông và Hiệp hội Vận tải thành phố. Thưa quý vị, vào ngày 31 tháng 8, thì công ty đầu tư Nam Long sẽ tiến hành bàn giao giai đoạn 1 của dự án E-Home 3 Tây Sài Gòn, gồm có 331 căn hộ, sớm hơn một tháng so với dự kiến. Đây là một trong ít dự án có tiến độ xây dựng khá nhanh và bàn giao nhà sớm cho khách hàng. Tính từ khi xuất hiện trên thị trường cho tới nay, hơn 1.000 sản phẩm thuộc dòng E-Home luôn được bàn giao đúng thời hạn. Trong đó, dự án E-Home 3 giai đoạn 1 mới được mở bán vào tháng 8 năm 2013 đã tiêu thụ hết 100% sản phẩm. Và đây cũng là dự án sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng sớm hơn một tháng so với dự kiến. Theo ông Nguyễn Vĩnh Trân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Long, thị trường bất động sản khó khăn, nhiều chủ đầu tư đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ dự án, bàn giao nhà đúng cam kết với khách hàng nhằm lấy lại niềm tin của thị trường. Khi mà chúng tôi bắt đầu mở bán năm ngoái tháng 8 đó, là chúng tôi rất là nỗ lực và quyết tâm làm sao mà làm thiệt là lẹ để mà bàn giao cái công trình này. Cái thứ nhất là để mà tạo cái niềm tin cho người mua, và cái thứ hai là để chứng minh là cái khả năng của mình. Tính tới thời điểm hiện tại, 100% căn hộ mở bán trong giai đoạn 1 tại dự án E-Home 3 Tây Sài Gòn hồi tháng 8 đã được bán hết, tạo động lực để công ty Nam Long chính thức tiến hành khởi công giai đoạn 2 căn hộ E-Home 3 Tây Sài Gòn với tổng số 752 căn hộ. Trong đó, hai lốt A3 và A4 gồm 392 căn sẽ mở bán vào cuối tháng 9 năm 2013 với mức giá trung bình 700 triệu đồng một căn hộ 2 phòng ngủ. Theo chủ đầu tư E-Home, các căn hộ tại E-Home 3 đáp ứng đầy đủ điều kiện của một dự án căn hộ vừa túi tiền đạt chuẩn Singapore như công viên cây xanh trung tâm, hồ bơi, khu vui chơi cho trẻ, cửa hàng tiện lợi nằm ngay trong nội khu. Đến đây thì phần 1 của bản tin Điop xin tạm thời khép lại. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức đáng chú ý như sau. Nhà đầu tư châu Âu nhắm đến bất động sản châu Á. Lãi suất cho vay mua bất động sản ảnh hưởng đến số nhà tại Mỹ.